Chín chữ chân ngôn. Trình Quảng Tâm. Một buổi trưa mưa dầm lạnh lẽo, tâm huyết trào dâng trên hành trình thăm viếng Huệ Tinh tại gia ngoại, cùng ở tại phố thị. Đầu năm đến nay mới gặp nhau một lần, nhưng như là người bạn tri kỷ của chúng tôi. Tình bạn của người quân tử đậm đà như nước, quyết chẳng phải vì ít gặp gỡ mà tình cảm bị cách ly. Bạn càng thích nói chừng nào, tôi càng thích nghe chừng ấy. Nói chuyện suốt buổi khiến tôi quên cả công việc của mình. Sắp đặt một chuyến đi dã ngoại, bà con chó nằm bên chân của Huệ Tinh, đồng một tư thế, hai chân hướng về trước, đầu gối trên đất, hai mắt liêm diêm lộ hai vuông mắt bùng sáng, hình như cũng đang lắng nghe một cách chăm chú. Trong tai nghe chín chữ trơn ngôn, trong tâm niệm chín chữ trơn ngôn, bạn tôi từng kinh nghiệm cá nhân chứng minh. Nói một cách khẩn thiết, sức thu hút rất hấp dẫn và cảm động, không thể một lần mà còn phát sinh ấn tượng mãnh liệt tại tâm can. Bạn tôi kể, một ngày nọ, một mình đi bộ trên đường, bỗng nghe bên tai có tiếng nói rõ ràng: bạn hãy niệm chín chữ chân ngôn. Trong khung cảnh chỉ có tiếng chân của mình tôi, gần đó cũng chẳng có một bóng hình nào cả. Tôi mới suy nghĩ, từ đâu mà lại có mệnh lệnh trực tiếp kỳ lạ như thế? Chín chữ chân ngôn là gì? Vừa suy nghĩ như thế thì lại nghe nói rõ ràng bên tai: bạn hãy niệm chín chữ chân ngôn. Có thể thấy, tự mình niệm mà thôi. Bấy giờ, mỗi nghi ngờ mới hiện ra, cứ lẩn quẩn mãi trong đầu. Hỏi rất nhiều người đều không biết chín chữ chân ngôn rốt cuộc là chỉ cho cái gì. Sau đó không lâu, một buổi sáng yên tĩnh, tôi đang thắp hương lễ Phật thì thấy trên tường có treo một bức tranh vẽ tượng Địa Tạng Bồ Tát. Vô ý buộc miệng niệm luôn chín chữ: Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mới hoắc nhiên đại ngộ, vui sướng không kiềm chế được. Đúng là đi mòn cả dép tìm không thấy, chẳng tốn công gì lại tìm ra. Từ đây tôi cứ niệm Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phàm nếu có bạn bè thân thuộc qua đời, bạn tôi đều niệm thánh hiệu siêu độ, thật là bất khả tư nghì. Mỗi lần hồi hướng cho ai thì nhất định trong mộng thấy người ấy một lần rõ ràng trước mắt, sau đó thì không thấy nữa. Có một lần bạn tôi có ấn tượng mạnh nhất, đó là khi còn nhỏ, trong nhà có một người làm công. Người này trung thật lanh lợi, lúc ấy bạn tôi mới 2-3 tuổi, thường được anh ta bồng đi chơi hoặc cõng trên lưng chạy nhảy trên đường. Về sau, anh rời khỏi nhà đi bộ đội, khi ấy chiến tranh rất ác liệt, làm anh bị tử trận tại chiến trường. Năm ngoái, bạn tôi bỗng nhiên nhớ lại người nô bộc trung thành từ nhỏ. Nhớ tới anh bị tử trận, xa rời quê hương, xương trắng phơi bày nơi đâu, ai là người cúng quẩy tế tự. Do đó, bạn tôi phát nguyện niệm thánh hiệu Bồ Tát Địa Tạng một tháng để hồi hướng cho cô hồn tướng sĩ trọng vong. Một đêm nọ, mộng thấy gương mặt hiền lành của một thanh niên trên người mặc bộ đồ lính, đứng trước mặt bạn tôi rất là cung kính, mặt mày tươi sáng nhẹ nhàng nói: tôi chính là người nô bộc ngày trước. Nói xong thì cúi đầu chào và biến mất. Một lần khác, bạn tôi bị bệnh suyễn tái phát, trong cơn sốt, thấy một bà lão ở quê đến, tay cầm một giỏ trúc, cứ đi qua lại trên đường. Bạn tôi thấy rất lạ đi thẳng đến, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nên lùi bước như không để ý đến. Sau đó, chẳng biết thế nào, bà lão lại đến gần bên giường, cầm tay của bạn tôi. Rất tự nhiên bạn tôi nói, bà lão mở tấm vải, đại giỏ lam ra, lấy một vật giống như là nhụy hoa màu vàng, đưa cho bạn tôi và nói: con đừng dùng thuốc nữa, chỉ cần dùng cái này là được. Bạn tôi liền uống thuốc ấy, cũng chẳng thấy hay lắm. Sau đó, có người giới thiệu bạn tôi đến một vị bác sĩ để trị bệnh. Khi mở thuốc để uống, thì thấy thuốc giống in như nhụy hoa màu vàng mà mình đã thấy trong mộng. Uống thuốc ấy đến nay, bệnh không còn tái phát nữa. Bạn tôi kể chuyện rôn rã, tôi nghe mà nhập thần, nghe quên luôn cả mình, cảm thấy xấu hổ, khó có thể dùng thứ, hối hận đạo tâm nhếch nhác, không gắng sức tu tập, chẳng chuyên chẳng thành. Bạn tôi là một người khác hẳn, luôn thành tín, kiên nghị. Khi quyết định làm việc gì thì làm từ đầu đến cuối, trong sự khó khăn cũng không phí bỏ. Do đó, nên từ thành tín mà có linh cảm,
do chuyên tâm mà tinh thuần, bền bỉ không ngừng, chân thành hết mức. Bạn tôi sở dĩ gặp được những chuyện thần bí, thường có những sự linh cảm không thể nghĩ bàn xuất hiện. Điều này quyết không phải là thần thoại, không đáng kể, mà chính là kết quả tu hành của bạn tôi, là sự báo đáp của tâm lực. Nếu so sánh tôi với bạn tôi, thì có thể nói như là cây gỗ chẳng làm được việc gì, như là mảnh đất khô cằn cần phải được thấm nhuần pháp thủy, như là tâm thức yếu hèn cần có sự lưu nhuần mãnh liệt của trí tuệ. Bạn tôi kể chuyện một cách chân tình, chẳng có một câu khuyên làm lành, chẳng có một câu thuyết giáo, nhưng sức cảm hóa của tâm linh thì không thể đếm được. Người si mê chỉ biết nói, kẻ trí thì tâm hành. Bạn tôi thành tâm tinh tấn niệm Phật, tụng kinh Kim Cang, tụng tâm kinh, niệm thánh hiệu Bồ Tát để hồi hướng cho kẻ khác, từ đó có sức phản xạ của tâm, tự nhiên đạt được các sự linh cảm. Suy nghĩ kỹ thì chẳng có gì là thần bí, bất khả tư nghị cả. Trích từ Sư Tử Hống quyển thứ tư, trang 1 và 2, ngày 15 tháng 1 năm 1995. Ha ha ha, 闻声摩地梭哈。